Ngân Anh gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp. Vậy là một tuần nữa là trôi qua rồi và hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 21 giờ 45 tối thứ bảy hàng tuần tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là kỳ trước với số phát sóng về quy trình thực tế chủ đề nâng mũi đã được diễn ra, thì sau khi số phát sóng đó được lên sóng thì Ngân Anh nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Và như thường lệ thì trong tuần này chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với đoạn phóng sự thực tế với chủ đề nhấn mí mắt, và nhân vật trong chủ đề tuần này sẽ là chị Trang, năm nay 28 tuổi. Mắt chị Trang cách đây 6 năm đã từng nhấn mí mắt, tuy nhiên tới nay thì nếp mí đã trở lại như cũ và kèm theo tình trạng da dư nhẹ. Trước đó chị cũng đã có người nhà thực hiện làm đẹp tại bác sĩ Duy. Vì vậy mà chị đã quyết định tìm tới bác sĩ để thực hiện phương pháp nhấn mí lâu dài. Và cụ thể sẽ như thế nào thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Đầu tiên sẽ là bác sĩ Duy tư vấn và thăm khám cho bệnh nhân. Dạ em muốn nhấn mí mà bác coi bữa em nhấn thì bác nói là dư da. Em cũng thấy vậy, thấy hơi buồn. Ta xíu nè. Xương cũng nhấn rồi đúng không? Xương mềm. Trước xương mềm có nhấn rồi đúng không? Rồi bây giờ thì thứ nhất á là mình cứ nhấn lại đi, cho cái nếp á nó rõ hơn đó. Rồi sau đó ví dụ như khi nào mà mình thấy hơi nó xệ một tí á thì mình cắt một tí cho nó hết xệ vậy thôi. Cắt hả? Em thấy em không muốn cắt, em chỉ tự nhiên. Nhưng mà khi nào mà nó xệ mình mới cắt, chứ còn nó không xệ thì có nghĩa là khi nào mà nó đã ví dụ lớn tuổi đi, nó xệ xuống về da nó dương tí thì chỉ có cách cắt bỏ da là nó mới hết sệ thôi, chứ không có cách nào giấu nữa hết. Nha. Còn giờ thì cũng có nhưng mà chưa đến nỗi nào. Giờ nhấn làm nó cải thiện được, nhìn nó hơi bị buồn á. Nhưng mà cải thiện được điều đó, nó bự hơn tí. Được chứ. Nó đỡ hơn, đỡ buồn hơn. Đợt trước đó, lúc mà chích thuốc tê cho em, em có khó thở, có dị ứng, thấy ngứa gì không? Dạ. Vậy được rồi. Mà không có dị ứng thuốc tê. Anh thích cái mí to hay là mí như thế nào? Em thích tự nhiên nhất á. Tự nhiên nhất. Dạ, em không có muốn trừ hao hay gì hết, em cần làm nó đẹp chứ. Đúng rồi. Nhưng mà của em á thì vừa làm xong thì nó sẽ đẹp. Nó đẹp hơn cái lúc mà nó hết sưng luôn. Biết sao không? Tại vì mắt của em nó thiếu mỡ, nó thiếu để nó bị nguyên khó, nó cái lỗ hổm này nè. Vì thiếu. Cho nên khi mình làm xong cái chỗ này nó hơi sưng. Nó sưng thì tự nhiên em thấy nó đầy đặn, nhìn nó rất là đẹp. Nhưng hết sưng thì cái này nó thiếu thì nó vẫn thiếu thôi. Có sưng thì nó giật là nó y vậy thôi đúng không? Thì y vậy thôi, nhưng mà cái nếp của em thì nó rõ hơn. Đó. Nhìn nó đỡ buồn hơn, nhìn mắt nó gọi là nó có thần thái hơn tí. Nhìn nó cứ sập sập chứ sao, nhìn buồn lắm. Đó khi mà cái mặt mình bình thường mà ai cũng nghĩ buồn dữ lắm luôn kiểu gì. Mình làm mình sao thì là đâu có buồn đâu mà. Thì nó bớt buồn. Mình làm thì được cả là nó an toàn tuyệt đối. Tất cả những cái biến chứng, cái rủi ro nguy hiểm nào là sớt, trợn, nhấn không được, mà không được gì đó đó thì tránh 100%. Tóm lại là không bao giờ bị. Nhưng mà dĩ nhiên cái mắt mình làm xong thì nó cũng sẽ đẹp. Nó cũng nó đẹp. Nó đẹp nhất theo cái khuôn mắt của mình thôi. Chứ không thể là làm xong thì nó đẹp thành hoa hậu hay là người mẫu thì cũng không thể nào. Ví dụ mình làm xong thì cái chỗ này nó thiếu thì nó vẫn thiếu thôi. Tại vì mình đâu có bơm gì vô đâu. Nhưng mà cái mí em sẽ rõ hơn, từ đây nó rõ ở đây hơn tí. Nhìn nó tươi hơn, nó có thần thái hơn. Vậy thôi. Như mắt em mà làm lên thì nó sẽ cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Cải thiện gì? Cải thiện cái em đang mong muốn. Cái buồn á hả? Dạ, ví dụ như nhỏ, vậy. Cái nếp, ví dụ như cái nếp mí của em á thì nó sẽ to hơn. Ví dụ cái nếp của em bây giờ là nó ở chừng của em bây giờ nó bị cạn. Nó bị cạn, nó hơi nhỏ lại. Thì khi mình làm nó xong nó sẽ to hơn. Mà vừa làm xong thì nó phải to gấp đôi nha. Sau đó nó xuống lại là vừa. Chứ không phải mình làm xong là nó đẹp liền thì mới mốt lại xuống nó còn chút xíu à. Dạ không, mình sẽ làm nếp nó sưng nó bự lắm. Thì mới mốt nó xuống là vừa. Vậy thôi.
Đây là quá trình mà y tá sẽ chuẩn bị như là sát khuẩn, đo vẽ và gây tê trước khi bác sĩ thực hiện phương pháp nhân mí. Và quá trình này thì có thể diễn ra từ 5 đến 10 phút. Và xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Chị Thanh Trang. Chị ở đâu? Chị ở Tiền Giang. Dạ hả? Chị làm công việc gì? Chị làm bên nail. Bên nail hả? Giờ em sẽ thực hiện đo vẽ trước ha, xong rồi em mới chích tê cho mình nha. Chị thích cái mí to hay là cái mí tự nhiên, người ta nhìn vào tự nhiên thôi? Chị thích tự nhiên. Tự nhiên thôi. Đừng có tự hào gì hết. Đừng có tự hào gì hết hả? Chị có làm lần nào chưa? 6 năm trước rồi chị có nhấn rồi ạ. Chị có nhấn rồi ha. Lúc chị nhấn có nhấn mí 3 điểm rồi lấy mỡ. Times don't fly too high. Be sure to keep the mound in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Thì em sẽ chích tê cho mình nha. Như chị đã có nhổ răng với lại chị đã có làm mí trước rồi, em sẽ không có test tê cho mình nữa mà em sẽ chích tê luôn cho mình nha. Một bên nhiều mấy mũi? À, phía ngoài thì em sẽ chích là mỗi bên 3 mũi. Rồi mình sẽ chích cái phía trong nữa ha. Giờ em sẽ chích phía ngoài trước, khi nào em chích phía trong thì em sẽ báo với chị nha. Và khâu chuẩn bị cũng đã xong, bác sĩ sẽ tiến hành thực hiện nhấn mí, tạo hình hai mí cho bệnh nhân. Quá trình thông thường thì sẽ được diễn ra từ 20 đến 30 phút. Nhà em ở đâu? Nhà em Tiền Giang, em ở đây. Tiền Giang, ừ. Em có thấy cái chỗ này của mình từ nhỏ tới lớn nó bị che ra không? Dạ, dạ. Nguyên cái miếng da đây nó che rất là nhiều. Dạ. Đó, miếng da chỗ này nó xấu. Dạ. Thì một tí xíu anh sẽ làm việc mắt cho em thiệt là đẹp. Dạ. Đẹp một cách tự nhiên. Dạ. Ha, mà người ta nhìn thấy đẹp người ta khó biết mình làm. Yeah. Đó, mắt của em nó có cái đặc điểm đó, nó khác người ta. Yeah. Là mình vừa làm xong thì nó đẹp hơn là lúc mười mốt nó xuống, bởi vì yeah. nó thiếu chỗ này nè, nó sưng lên thì nó sẽ đẹp hơn nha. Yeah. Một tí xíu anh chích chỗ này cho nó đầy đầy một tí luôn, em sẽ thấy nó đẹp cỡ nè. Yeah. Nha, đó anh chỉ cho em cái này là cái gì ha. Thường muốn hết cái này nè, cái này nó rộng nó to hơn á. Yeah. Kiểu cái mí nó to như thế này nè. Yeah. Đó thì người ta phải cắt cái da đây đi, ở đây đi, người ta gọi là mở rộng góc trong. Yeah. Tuy nhiên làm cái này á thì cái sẹo nó rất là to. Yeah. Nó cái sẹo nó hơi to nếu mà mình không biết cách làm đó. À giờ cái này thì tốn tiền tầm 10 triệu. Yeah. À một tí xíu anh sẽ làm cho em đẹp hết. Yeah. Riêng cái này nha. Yeah. Tầm phải 1 tháng nữa trở lên, khi nào mà cái mí nó đẹp hết rồi đó. Yeah. Tự nhiên hết rồi quay lên anh sẽ làm cái này cho em, anh tặng cho em thôi, không có tốn tiền gì hết. Ok yeah. không? Dạ yeah. Khi đó cái mắt em sẽ to hơn nha. Nói chung là dễ thương là bác sĩ tặng cho mình hết. Dạ, bác nói tìm cái gì, bác tìm cái gì ở đây? Tê. Đúng đâu, tự nhiên tìm cái gì hết hồn. Tại giờ anh quê Tiền Giang ha. Dạ yeah. Em Tiền Giang ở khúc nào? Dạ yeah, em ở Hội Xuân. Hội Xuân hả? Dạ yeah. Là ở huyện nào? Cai Lậy. Cai Lậy luôn yeah. hả? Ừ, giờ anh cũng ở Cai Lậy. Dạ. Rồi, ha, tầm tháng nữa, nói chung là khi nào mà rảnh. Dạ. Nói mấy chị ở đây, làm sắp xếp. Ha. Dạ. Bên mình thì không bao giờ có chương trình giảm giá hay gì hết. Dạ. Mười, em kiếm tầm 20 năm nữa cũng không bao giờ có. Dạ. Dễ thương thì ok, bác sĩ làm cho luôn. Dạ. Dạ.
mình làm thì an toàn. Dạ, cái cách như nãy anh nói là cái này thường sẹo rất là to. Dạ. Nhưng mà anh có cái cách làm của mình ở đây. Dạ. Cái sẹo rất là nhỏ ha, thậm chí không có sẹo luôn. Dạ. Nha. Dạ. Ừ. Mình làm thì an toàn tuyệt đối em nha. Dạ. Không có hên xui hay là rủi ro gì hết. Dạ. Tất cả những cái biến chứng á là mình tránh 100%. Nghe nó thấy đẹp và đẹp quá rồi cái chạy lên làm luôn. Còn con bé nó mới làm app đây là nó thấy là đẹp. Ừ, bé em đó. Em thấy nó. À, bé dạ. Thì thấy đúng không? Dạ. Ừ. Bé đó là và bác sĩ nhấn mí hay là bác sĩ làm cái gì? Dạ, bác sĩ nhấn. À, còn nhấn luôn đúng không? Mắt nó bập bập á. Ừ, thấy đẹp đúng không? Dạ. Tại vì cái cách mình làm đẹp ở đây là nó cái là đẹp một cách tự nhiên. Dạ. Sau khi thực hiện một bên, bệnh nhân được tham khảo nhất mí xem có phù hợp với mong muốn hay không. Nếu muốn điều chỉnh trong lúc này thì cũng khá là dễ dàng. Rồi em lấy cái gương em nhìn coi, nhìn hai mắt của mình nó khác nhau dữ không? Mắt mình nó sẽ có thần thái hơn nha. Dạ. Đó. Rồi bây giờ anh sẽ tiêm đây cho nó hơi đầy một tí, em sẽ thấy cái mí em rất là đẹp nha. Dạ. Em mắt lại đi. Đau gì không? Dạ không. Ừ, bác sẽ tiêm rất nhẹ nhàng cho em nha. Đẹp chưa? Dạ. Anh thấy mắt bên đây của mình đó, nó có thần thái hơn. Dạ. Đúng không? Bây giờ thì nó hơi to thôi. Dạ. Anh mới móc nó xuống như thế này nè. Dạ. Là vừa nha. Anh thấy cái chỗ này nó đầy đặn hơn chưa? Dạ. Đó. Nói chung sao nó tự nhiên luôn. Tự nhiên anh làm cho em cái này chút xíu em sẽ thấy nó còn đẹp hơn cái lúc này nữa. Dạ. Dạ. Rồi em nhắm mắt lại đi nè. Thấy cái này nhìn nó sẽ tươi hơn đúng không? Dạ. Đó. Do một thì hoàn là do cái da của em cái góc này nó hơi bị sệ. Dạ. Sẽ anh thấy dạ. Thì anh sẽ làm cái lát ma cho này cho nó săn lên dạ. Cái cảm thấy như cái đuôi mắt mình nó dài hơn dạ. Có thích cái đuôi mắt dài hơi đá đá lên tí không dạ. Nó mới tươi ha. Nói chung là em thích tự nhiên nhất có thể là tự nhiên không thích làm mà trừ hao rồi sau này mới đẹp thì không thích đẹp liền thì không có trừ hao gì hết dạ. Làm cho nó tươi hơn thôi dạ. Bộ hơi đau tí anh nhé. Anh nhìn hai mắt nó khác biệt không dạ. Ừ. Nó đỡ vì nãy của mình nó hơi vậy nè. Dạ. Đúng không? Cái nếp nó hơi cập xuống nhưng mà dạ. Khi anh đưa cho nó lên tí ha. Dạ. Nó nhìn tươi hơn trẻ hơn chút. Đó. Cái phần này nè. Dạ. Thì anh đưa cho nó, anh cũng ráng anh vén tí da vô cho mình. Dạ. Đó, nó đỡ bị che hơn ha. Dạ. Ừ. Thấy mắt mình này nó to hơn bên kia không? Dạ. Ừ, rồi tới bên kia nha. Cái này á thì nó chỉ giải quyết cho em nãy anh nói là giải quyết được bao nhiêu phần trăm cái buồn. Dạ. Nó anh nói là tầm mấy 10% đúng không? Dạ. Tuy nhiên á anh vẫn còn thêm 11 khi mà em cảm thấy nó hơi sệt sệt nó buồn buồn tí đó. Dạ. Anh vẫn còn một cái cách làm cho em đỡ hơn. Ha. Dạ. Cái đó tính sao đi nha. Dạ. Đó là cái anh sẽ treo nó lên lấy thêm tí da. Như các phương pháp làm đẹp khác thì chúng ta có thể thấy quá trình diễn ra khá là nhẹ nhàng bởi vì bệnh nhân được gây tê trước khi thực hiện nên hầu như là không có bệnh nhân nào có cảm giác đau. Lấy gương nhìn thử, em lấy cái gương em nhìn nè. Cái góc này nó hơi mở mở hơn tí. Dạ. Chứ còn khi nó bình thường ấy, tại sao mắt em nó hay buồn là vậy? Dạ. Đó là do cái góc này nó hơi sệ tí. À, còn ví dụ như một thời gian sau tầm vài năm nữa dạ. Anh thấy hơi buồn quá đó cái chỗ này anh cắt chỗ này nè kéo lên tí giống như treo cái bài gì vậy đó dạ. À, chỗ này kéo lên tí là em tươi lên liền dạ. À, mà giờ thì mình kéo anh đã làm cái này rồi mà mình kéo lên là sết liền á dạ. À, đẹp tự nhiên thôi nha dạ. À, thấy hai mắt nó khác chưa, một phần là da của em bên đây nó hơi nhiều nè dạ. Cái đoạn phía trong nó hơi nhiều ha dạ. À, anh làm cái nách na đen tí nữa cho nó xuống ha dạ. Cho nó gần cân với bên đó. Anh thấy cái mắt mình nó đầy đặn chưa? Dạ. Là do nó sưng. Nó sưng thì nó sẽ đẹp. Ừ. Dạ. Con này nó đỡ em mở mắt lên nha, anh nhìn xem. Nó đẹp hơn nhiều. Đó, còn ví dụ mới mắt mình mở rộng ra thì nó đẹp hơn tí. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh đã mở so với cái nếp che này nè, anh đã vén nó vô nó được khoảng 40-50%. Dạ. Đó. Rồi là làm được những gì thì anh đã làm hết luôn rồi. Dạ. Yeah. Cái mắt mình giờ em thấy, em đưa lên có nhìn thấy nó tươi, nó vui tươi hơn không? Dạ. Nó đỡ buồn hơn. Đó. Mắt mình giờ nó đầy đặn hơn. Dạ. Yeah. À, giờ cột chỉ là xong. Rồi khi mình sắp xếp á, lên á, thì anh chỉnh cho cái
Cái mở lòng cái góc mắt cho ha. Mở đó khoảng 15 phút là xong mà. Nói chung là lúc đó thì sẽ đẹp hơn được, mắt to hơn. Mở cái là cắt ha, cắt bỏ cái miếng da đó ra. Nhưng mà anh dùng cái cách này thì anh đã mở nó rộng được một tí rồi đó. Anh vén nó vô đó. Mình thấy nó mắt nó đã che hơn. Còn nếu mà muốn làm thì làm ha, còn không làm thì cũng không sao. Dạ, em thấy em không đau gì luôn. Em không có bị đau gì luôn. Về nhà cũng không có đau gì hết em nha. Em ru à. Bao lâu cắt chỉ vậy đó? Mình đâu có cắt chỉ. À, nó tự đấy à. Ừ, xong em. Rồi ừ. Nếp mấy các em là tồn tại luôn đó ha. Hồi xưa em nhấn là có cắt chỉ. Vậy đó hả? Mình đây là mình nhấn vĩnh viễn. Không có các chị. Mà nó có cộm như thế gì không? Tất nhiên là nó không có cộm gì rồi. Mình vừa làm xong thì mình sẽ thấy y như lần hồi xưa em làm vậy, cảm thấy nó không có tự nhiên lắm. Nhưng mà vài tháng hay gì đó là vài ngày là em thấy nó bình thường, ba ngày à. Dạ. Là em thấy nó bình thường trở lại. Thế là bao lâu thì em nói mi được ta? Em làm gì? Nói mi á. Anh khuyên em đừng nên nói. Nhưng biết tại sao? Biết tại sao không? Tại sao? Tại vì em nói một cái lông mi thiệt của em nó rụng sạch. Giống như một cọng đó, nó cổng một đống cọng. Thì khi đó là những cọng này nó sẽ bị yếu đi, nó rụng, mà nó rụng rồi thì nó khả năng nó không có mọc lại. Nha. Rồi khi mà mốt qua lúc đó nó hết, nó không còn cọng nào luôn, em dán rất là khó. Đó, tự nhiên đang đồ thiệt mốt cái thành trù lũi. Kiểu vậy ha. Còn nếu em thích thì làm, nhưng mà bác sĩ nói trước cho mình biết là trong tương lai nó sẽ là như vậy. Nhưng mà bao lâu thì làm được vậy? Tầm khoảng tháng ha. Nửa tháng không được. Không được. Làm xong có thấy đau tí nào không chị? Không. Không hả? Rồi giờ lấy cái gương cầm lên này. Cái gương cầm này xem nè. Chị thấy mắt mình sao, có hài lòng không? Đẹp không? Đẹp em. Nhìn lên mặt nó tươi hơn lúc hồi nãy. Nãy nhìn nó buồn. Mà nó vẫn hơi sưng một tí ha. Vậy là quá trình thực hiện cũng đã kết thúc. Như chúng ta cũng đã thấy là kết quả thay đổi cực kỳ rõ rệt. Cơ địa chị Trang là một cơ địa cực kỳ lành tính, sưng bầm nhẹ và thấy hai mí đẹp tự nhiên. Và đoạn phóng sự thực tế với chủ đề những mí mắt của chị Trang đến đây cũng đã kết thúc. Và hy vọng rằng là sau đoạn phóng sự này thì quý vị có thể hình dung rõ hơn và thực tế hơn về phương pháp này. Và nếu như những quý vị nào vẫn có những thắc mắc liên quan đến những chủ đề làm đẹp thì hãy gửi những câu hỏi của mình về cho chương trình Sức khỏe và sắc đẹp được phát sóng vào lúc 21h45 tối thứ Bảy hàng tuần tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Hoặc là liên hệ qua Zalo của bác sĩ Duy theo thông tin bên dưới, bác sĩ sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo.